Yêu thầm Trình Cảnh suốt ba năm dài, cô quyết định từ bỏ. Lần đầu tiên, cô lấy hết can đảm thổ lộ với anh: Trình Cảnh, em thích anh. Anh lạnh lùng vô cùng. Tôi là anh hai của nó. Lần thứ hai, cô làm điều để anh xuống giường. Trình Cảnh, anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh dai dai chán, nghiến răng nghiến lợi. Vẫn là anh hai của nó đây. Chết thật, cô không tài nào phân biệt được cặp sinh đôi này. Thôi vậy, anh hai thì anh hai. Sau này cô không để ý tới trình cảnh nữa, hắn lại nhịn không được tới tìm cô. Tô Di mở cửa, thấp thỏm hỏi. Ờ, um, cậu là trình cảnh à? Giọng điệu của hắn cọc cằn như thường. Tô Di, em mù sao? Em đến chỗ anh hai tôi làm gì? Đúng lúc đó anh trai hắn cuốn khăn tắm xuất hiện, đặt tay lên eo cô, khẽ hôn lên mặt cô. Chị dâu cậu bị mù mặt, nói chuyện cho đàng hoàng vào. Câu chuyện tình yêu chị dâu mù mặt yêu nhầm anh em sinh đôi hấp dẫn này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng đón nghe trọn bộ truyện trên kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình qua giọng đọc của Hạ Vũ. Rất mong nhận được sự đón nhận của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh để tin chuyện có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Chúc khán thính giả có những giây phút thật thư giãn khi nghe chuyện. Tối hôm đó, khi kỳ thi đại học kết thúc, là đêm thịnh hành của những lời tỏ tình. Tôi Di cầm bó hoa hồng, xách theo một hộp bánh nhỏ. Cô mặc một chiếc chân váy ngắn mà ở trường không được phép mặc và mượn đôi giày cao gót của chị gái. Nghe nói tối nay trình cảnh chuẩn bị tỏ tình, còn dặn mọi người không được nói cho cô biết. Nhưng cô vẫn nhận được tin nhắn ẩn danh. Người đó bảo cô đến đây lúc 6 giờ. Khi cô sắp đẩy cửa phòng karaoke ra, Cô nghe thấy Trình cảnh đang trò chuyện với ai đó. "Anh Trình, anh thật sự định tỏ tình với cô ấy sao?" Tô Di dừng lại, căng thẳng cắn môi, tim đập thình thịch. "Đúng vậy, sao? Cậu nghĩ tôi sẽ bị từ chối à?" Lòng bàn tay cô bắt đầu đổ đầy mồ hôi, cô dĩ nhiên là không từ chối hắn. "Không phải, mà tôi Di thì sao? Cô ấy thích anh, ai nhìn vào cũng thấy." Câu nói đó làm cho cô đứng sững lại. Thì ra người mà hắn định tỏ tình không phải là cô. Cô ấy thì sao? Tôi có thể hẹn hò với Lý Nhị Hoài hè này. Sau khi chia tay thì đến với cô ấy sau. Hiện tại mọi người đều thích tình yêu mùa hè. Vậy tôi có thể theo đuổi Tô Di không? Cô ấy rất đáng yêu. Tô Di len lén nhìn vào qua khe cửa. Gương mặt của trình cảnh nửa ẩn nửa hiện trong ánh sáng. Hắn ta kéo môi, khinh thường. Không được. Loại mọt sách này chỉ có vẻ ngoài ổn chứ không có vóc dáng gì cả nếu không chơi nổi cậu nên cẩn thận bị tố cáo đến phụ huynh đấy vậy thì thôi không đáng đâu bọn con trai cười ầm lên tôi di vô thức cắn chặt môi dưới đột nhiên một số bạn nữ xô cô vào phòng tôi di đứng không vững trên đôi giày cao gót ngã về phía trước và đổ nhào xuống đất đầu gối cô đập mạnh xuống đất đau điếng bó hoa hồng bị đè nát chiếc bánh cũng bị rơi rớt nát bét di di xin lỗi chúng tôi không nhìn thấy cậu. Lá hoa khôi Lý Nhị Hoài. Cô ta mặc một chiếc váy dài mới, thân hình thon thả, ngồi sát bên trình cảnh. Cậu còn mang hoa và bánh nữa à? Có bạn gái kêu lên. Cậu đến đây lúc nào? Trình cảnh ngồi dậy, nhìn quanh và nói. Ai gọi cậu đến đây? Tôi di khó khăn đứng dậy, đặt bó hoa trước mặt Lý Nhị Hoài. Hoa là tôi mang đến giúp trình cảnh. Cô nhặt chiếc bánh bị hỏng, quay lưng và bỏ chạy. Tô Di và Trình Cảnh đã mập mờ với nhau suốt 3 năm, xuyên suốt cả thời kỳ trung học. Hắn thường xuyên bất ngờ vỗ vào vai trái của cô khi hai người bọn họ đứng cạnh nhau ở hành lang buổi tối. Cô quay lại nhìn hắn, nhưng hắn lại đứng ở bên phải cô, tựa cả hai khuỷu tay lên lan can, nhướng mày và cười. "Tô Di, mỗi lần cậu phản ứng đều thật là ngốc, phải cố gắng thi đại học đấy." Hắn đột nhiên tiến lại gần cô, đôi mắt mở to. "Tôi cũng muốn gặp cậu ở đại học nữa." tôi di vội vàng che mặt bằng cuốn sách hốt hoảng chạy vào lớp trong đêm hè oi ả à, các bạn học cười đùa ầm ĩ còn cô thì cúi đầu xuống bàn đầu bút lướt trên giấy nháp cảm nhận trái tim mình đập mạnh với hắn đó là mối quan hệ mập mờ còn với cô đó là yêu thầm tôi di đã yêu thầm trình cảnh suốt ba năm cô không biết mình trở lại phòng karaoke như thế nào mọi người đều giật mình chỉ có lý nhị hoài bước tới hai bước cười tươi đưa điện thoại cho cô. Di Di, chụp cho chúng tôi một bức ảnh nhé. Cô ta dựa đầu vào vai trình cảnh, nở nụ cười ngọt ngào. Mọi người của vũ họ hôn nhau. Trong ống kính, trình cảnh nhìn cô, từ từ nghiêng đầu, sắp sửa hôn vào trán của Lý Nhị Hoài. Tôi Di hoảng hốt, tay không giữ chắc điện thoại, nên điện thoại rơi xuống thảm. Xin lỗi, tôi... Trình cảnh nhặt điện thoại lên đưa cho Lý Nhị Hoài, nhìn cô với vẻ mặt có phần hài hước. Tô Di, ngay cả điện thoại cũng không giữ được chắc. Cậu đang làm cái gì vậy? Đến đây để phá đám à? Lý Nhị Hoài đứng sau lưng hắn ta, cúi đầu, nhẹ nhàng cười. Mọi người đều nhìn cô, thi thoảng thì thầm bàn tán. Đây là nhóm bạn của Trình Cảnh. Tô Di do dự một hồi lâu, nhìn về phía hắn. Trình Cảnh, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Tô Di ngồi trên bậc thềm cửa, hai tay ôm đầu gối, Gió hè thổi tóc cô bay ra phía sau Cô đã đợi suốt 4 tiếng đồng hồ Cuối cùng người đó xuất hiện Trong tầm mắt cô Anh ta một tay cầm bó hoa Một tay lướt trên điện thoại Mặc dù anh ta đi qua bên cạnh cô Nhưng cố tình làm như không nhận ra cô Nhưng cô rõ ràng thấy đôi mắt anh ta Vẫn lướt nhìn cô Tôi di hít một hơi thật sâu Đứng dậy và mở rộng tay chặn anh ta lại Tôi thích cậu Cậu có muốn cân nhắc việc hẹn hò với tôi không anh ta đột ngột dừng lại, đứng chân bậc thềm bên cạnh cô, vẻ mặt như không thể tin được, nhíu mày nhìn cô. Cô nói cái gì vậy? Tôi Di cắn chặt môi, lòng cảm thấy chua xót. Vậy đây có phải là từ chối không, Trình Cảnh? Mặt anh ta trong phút chốc trở nên cứng đờ, sau đó lập tức trở nên vô cảm. Tôi Di chuẩn bị rời khỏi bậc thềm, nhưng tay cô bị giữ lại. Anh ta quay lại, hít mắt lại, giọng điệu lạnh lùng không phải tôi là anh trai của cậu ấy anh ta là anh trai của trình cảnh người đã đậu vào đại học a năm ngoái trông giống hệt nhau tôi tên là trình ngự trình ngự bắt tay cô báo hoa trên tay anh ta cũng được đưa đến trước mặt cô đó là một báo hoa hướng dương chúc mừng em tốt nghiệp em chắc là bạn của cậu ấy phải không tôi di hơi ngẩn người một lúc ôm báo hoa hướng dương vào lòng cuối người xin lỗi xin lỗi anh tôi nhận nhầm người rồi Gió chiều thổi qua, lá cây xào xạc. Trình Ngự nhét tay vào túi, mái tóc trên trán hơi động, giọng nói dịu dàng. Không sao, chúng tôi là sinh đôi, nhiều người không phân biệt được. Nếu em muốn phân biệt rõ hơn... Cô gật đầu. Trần Ngự nghiêng người về phía trước, hơi nghiêng đầu trình vào vành tay bên phải, giọng nói nhẹ nhàng. Tôi có một nốt ruồi ở đây. Tô Di nhìn vào nốt ruồi đỏ nhỏ đó, hơi bị phân tâm. Anh ta nhìn cô, cười tươi, Nhớ chưa? Ừ, nhớ rồi. Ánh mắt cô vô tình gặp phải Trình Cảnh và Lý Nhị Hoài cùng nhóm người khác đang đi ra ngoài. Tô Di, cậu vẫn chưa đi sao? Đã 4 tiếng rồi, đúng là kiên nhẫn thật. Trình Cảnh từ từ đi xuống bậc thềm, ánh mắt có chút chế nhạo. Cậu muốn nói gì thì nói đi, chúng tôi còn phải đến chỗ khác. Mùi rượu nồng nạc phả vào mặt cô. Cậu uống nhiều rượu lắm à? Tôi không muốn nói chuyện lúc này. Trình cảnh cười khẩy, Tô Di, cậu thật là làm mất không khí. Không nói cũng được, tôi cũng không muốn nghe. Anh ta quay sang nói chuyện với Trình Ngự. Trình Ngự đến để tặng hoa tốt nghiệp cho Trình Cảnh. Trình Cảnh chú ý đến bó hoa trong tay cô. Thế thì tặng cậu nhé, coi như là đổi lại bó hồng lúc nãy của cậu. Anh trai, anh lái xe đến đây à? Giúp em đưa bạn học này về nhé. Cảnh vật bên ngoài biến động nhanh chóng, dần dần đùi lại phía sau, Tô Di ngồi ở ghế vụ trên xe của Trình Ngự, xem video buổi tiệc trong nhóm. Lý Nhị Hoài đang chơi trò chơi xúc sắc, thua nên Trình Cảnh phải uống rượu thay cô ấy. Cô ta chơi rất kém, nhưng Trình Cảnh không giận, sẵn sàng uống rượu. Video dài 15 giây, cô đã xem rất nhiều lần, có phải đây mới là kiểu người anh thích. Trình Ngự hỏi cô, bạn học, nhà em ở đâu? Tô Di tắt điện thoại, quay sang nhìn anh ta. Anh ơi, anh biết chỗ nào có quán bar không? Phải là nơi không có người xấu ấy. Đúng lúc là đèn đỏ, xe dần dần dừng lại. Hình như lúc nãy tôi hỏi là nhà em ở đâu? Giọng của Trình Nhự không thể hiện cảm xúc gì. Nhưng tôi muốn học uống rượu, anh à. Tôi di cúi đầu kiên quyết. Trình Nhự đặt tay lên vô lăng, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, có vẻ đang cân nhắc điều gì đó. Tim cô gõ theo nhịp gõ đó mà đập nhanh hơn, anh ta đột ngột quay sang nhìn cô nói: "Ở đâu cũng có người xấu, trừ khi, trừ khi thế nào?" Tô Di nắm chặt dây an toàn. Trình Ngự nhếch môi cười đáp: "Trừ khi anh đi cùng em, hả?" Tô Di ngạc nhiên nhìn anh. Ánh sáng lấp lánh từ bên ngoài chiếu qua gương mặt tinh xảo của Trình Ngự. Gương mặt này trông rất giống Trình Cảnh, chỉ là không có vẻ tinh nghịch, trêu cợt người khác. Anh trai thì có phần dịu dàng hơn, không thể diễn tả được. Trình Ngự dẫn cô đến một quán bar yên tĩnh. Tô Di gọi một ly Long Island ICT, nghe có vẻ như là trà lạnh. Trình Ngự không uống rượu vì phải lái xe, chỉ gọi một ly nước trái cây. Cô cúi đầu cắn ống hút, uống từng ngụm, cảm giác đầu óc lâng lâng. Cô chỉ thấy xung quanh tất cả đều là gương mặt của Trình Cảnh. Còn cả những gì hắn nói tối nay với người khác, bảo cô là mọt sách, không có dáng người, bảo cô chơi không nổi. Dáng của tôi cũng được mà, người đối diện hơi ngẩn ra tôi di đưa tay nằm lấy mặt anh ta em đang nói cái gì vậy trần ngự tránh tay cô cuống họng khẽ động vành tai dần đỏ lên tôi nói tôi có thể yêu đương rồi tôi di dùng hết sức đứng dậy lao về phía trước ngã vào lòng của trình ngự tôi nói tôi và anh tôi có thể chơi được tôi sẽ không nói dưới tác dụng của rượu sự tự trọng đều biến mất cảm giác tủi thân và chua xót trào dâng không thể kiểm soát cô vùi đầu và ngược anh mặt ướt đẫm chất lỏng lạnh ban đầu thì tỏ tình tôi bảo tôi dẫn đi uống rượu uống chút rượu thì lại động thủ với tôi còn nói những lời đó em có nhận ra tôi là ai không tôi di nhìn trình ngự một lúc anh là là chồng cô ôm cổ anh và hôn vào môi anh một cái người đó chạm nhẹ vào môi dưới hạ mắt xuống nhìn cô một lúc lâu Ừ, trả lời đúng. Em rất tỉnh táo, chỉ nhìn chung mỗi tôi thôi. Ánh sáng trói lọi xuyên qua rèm cửa khiến cho cô bừng tỉnh. Tôi di nhắm mắt lại, quay người tiếp tục ngủ. Cánh tay dưới người cô, kéo cô ôm vào lòng. Khi chân cô va phải vật cứng kia, nháy mắt tỉnh hẳn, chống tay ngồi bật dậy. Người đó bị cô đụng phải, nhíu mày kêu rên, từ từ mở mắt ra. Tỉnh rồi à? Anh cúi xuống nhặt áo sơ mi lên, lộ ra những vết cào trên lưng sao cô có thể ra tay dữ dội thế mặt tôi di nóng bừng cô chỉ nhớ tối hôm qua mình đi uống rượu với trình ngự rồi thấy trình cảnh đến tìm cô những gì xảy ra sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi trình cảnh khi anh đang cài nút áo sơ mi tay anh dừng lại đột ngột lưng trở nên cứng đờ anh không muốn sao anh dùng tay đè lên chán, giọng nói nghiến răng nghiến lợi tôi vẫn là anh trai của nó tôi di bị câu đó làm cho sốc đến mức đầu óc trống rỗng lại là anh trai của trình cảnh cô lại nhận nhầm người rồi làm sao bây giờ đây là lần đầu tiên của cô mà trình ngự đã mặc xong đồ ném điện thoại của cô cho cô giọng đầy vẻ trách móc không rõ lý do tôi không làm gì với em nhưng em anh ngừng lại một chút là em phải chịu trách nhiệm với tôi mới đúng tôi di mở điện thoại là video cô đã ghi lại. Camera dừng lại ở bàn tay trắng trẻo, đang tự sờ soạn cơ bụng săn chắc. Góc quay từ trên xuống dưới, có thể tưởng tượng được vị trí của cô. Trong video cô vẫn mặc váy, Trình Ngự dùng mu bàn tay che một nửa gương mặt, bảo cô chơi đủ rồi thì xuống. Tôi gì thề, cô là người ngoan ngoãn, sao lại thành ra thế này sau khi uống rượu? Anh, anh thật sự không làm gì à? Chẳng lẽ cô hoàn toàn không có sức hút Trình ngự như nghĩ ra điều gì đó Ánh mắt hơi tránh đi Nắm tay lại và ho khan Chỉ... chỉ hôn thôi Anh ta nghiêng đầu không tự nhiên Giọng cũng trở nên khàn khàn hơn Em ép tôi hôn Bảo nếu tôi không hôn thì sẽ đăng video lên mạng xã hội Hôn thôi à Cũng quay video lại luôn á Khi cô chuẩn bị xem video Chỉ ngự đột nhiên giật điện thoại khỏi tay cô Anh nhanh chóng vút qua màn hình Xóa sạch những video mờ ảo Chỉ trong vài giây cô không kịp nhìn rõ. Đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Trình ngự dường như rất dễ đỏ mặt. Tôi di cắn chặt môi, nhìn anh, tim đập loạn xạ. Ừm, um, tôi đã thấy, anh, anh hôn, hôn ở đâu rồi? Trình ngự không giữ vững điện thoại, điện thoại rơi xuống thảm. Anh cúi xuống nhặt điện thoại, tránh ánh mắt cô, nắm tay lại và ho khan hai lần. Không quan trọng lắm, quan trọng là... Anh dừng lại, nhìn cô như thể là gặp phải tổn thất lớn đây là lần đầu tiên của tôi tôi di lắp bắp cảm thấy vô cùng bối rối lúc đó điện thoại đột ngột rung lên là cuộc gọi từ trình cảnh tôi di tôi để hộ chiếu ở nhà cậu mang đến sân bay giúp tôi nhé trình cảnh luôn thích sai bảo cô hộ chiếu cậu sắp đi nước ngoài à giọng của lý nhị hoài đột ngột cắt ngang di di chúng tôi sắp đi du lịch tốt nghiệp rồi Tô Di im lặng một lúc rồi đáp. Gọi người khác đi, tôi không rảnh. Trình cảnh ngạc nhiên. Cậu mà cũng có lúc không rảnh à? Được, vậy tôi tìm người khác. Trình cảnh gọi lại cho Trình Ngự. Trình Ngự đáp lại bằng giọng lạnh nhạt. Không rảnh. Trình cảnh bên kia điện thoại, cố gắng giữ giọng hòa nhã. Anh à, anh đã nghỉ hè rồi, có chuyện gì đâu mà không rảnh. Có chuyện. Trình Ngự nắm điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô Tôi bị người ta chơi rồi. Ánh mắt của anh khiến cho mặt cô nóng bừng. Anh bị người ta chơi? Ai mà dám chơi anh? Trình Cảnh rất ngạc nhiên. Cậu không phải đi du lịch sao, còn thời gian để tám chuyện với tôi? Cậu và bạn gái đi cùng nhau đi à? Có thể xem là như vậy. Trình Cảnh đáp với giọng hững hờ, rồi im lặng một lúc, hắn hạ giọng hỏi, "Anh, hôm qua em có làm cô bạn cùng lớp tức giận không?" trình ngự đưa điện thoại cho cô tôi nhìn không ra tự hỏi cô ấy đi tôi di vội vàng che mặt lắc đầu như điên không dám nói trình cảnh hư nhẹ chậc em lại còn không hiểu cô ấy chắc chắc là về nhà đã khóc rồi rồi hắn tắt điện thoại trình ngự đứng trước mặt cô cúi người xuống gần hơn giọng cũng gần gũi hơn bạn học chuyện giữa chúng ta tính sao đây anh đặt tay lên mép giường nhẹ nhàng gõ vài cái em thì trong sạch rồi nhưng nếu chuyện này bị truyền ra ngoài liệu có còn ai muốn tôi không tôi di cúi đầu thấp hơn ngón chân cong lại cảm thấy tội lỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh 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 nói đi anh muốn thế nào nghe tôi à trình ngự cười nhẹ chịu trách nhiệm làm người yêu em có làm được không cô đã khiến anh như vậy rồi xem ra dù không muốn cũng phải đồng ý được Tô Di ngẩng đầu nhìn anh, "Nhưng có thể yêu đương bí mật được không?" Trình Ngự nghi ngờ nhìn cô, "Tại sao? Tôi không đủ sức hút à?" "Không phải, tôi sợ bố mẹ biết." "Kỳ thi đại học vừa kết thúc, có bạn trai ngay, bố mẹ chắc chắn sẽ nghĩ là cô yêu sớm." Trình Ngự đồng ý và thêm cô vào danh bạ. "Tôi tên là Tô Di, chữ Tô trong Vũ Như Tô." Anh không một chút thay đổi sắc mặt, ghi chú cho cô là người vợ trời ban. Tô Di cầm điện thoại Suy nghĩ nên ghi chú anh như thế nào Bạn trai của tôi Trình Ngự Chữ Dư Trong Sơn Xuyên Đảo Anh đứng bên cạnh cô Giọng nói trong trẻo Tâm trạng cô trao đảo một chút cúi đầu ghi chú anh là Bạn trai Trình Ngự chú ý thấy cô ghim tên Trình Cảnh ở trên cùng Em thường có hai người bạn trai à Tô Di không trần trừ Gỡ ghim ra Không có Không thích người này nữa Trình Cảnh và Lý Nhị Hoài đang đi du lịch hè ở nước ngoài, còn cô và Trình Ngự đang yêu nhau ở trong nước. Khi hoàng hôn buông xuống, sóng biển mang sắc xanh dương, lớp lớp bọt trắng vươn ra. Trình Ngự đưa cho cô quả dừa, rồi ngồi xuống bên cạnh. Chân anh mở rộng, hai tay chống ra phía sau, mái tóc bị gió biển thổi bay. Gần bờ biển có vài cô gái đang thay phiên nhau chụp ảnh, ăn mặc rất ngọt ngào và quyến rũ. Tô Di chống cằm, nhìn họ một cách mơ màng, thực xinh đẹp. Trình Ngự nhìn theo hướng cô chỉ và nói: "Em muốn chụp ảnh à?" Anh quay đầu nhìn cô, "Tôi có thể chụp cho em." "Không phải, tôi đang nghĩ liệu tôi có bị quê mùa quá không, những cô gái đó có vẻ ngoài đều rất được ưa thích." Trình Ngự ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào cô, như đang quan sát cô một cách tỉ mỉ. "Nếu không phải mắt tôi có vấn đề thì em hẳn là trông rất đẹp." Cô bị anh nhìn như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên nhưng ở trường chưa có ai theo đuổi tôi cả một người cũng không có trình ngự cúi đầu nhẹ nhàng xoa tóc cô cười khẽ em tin không nếu bỗng nhiên có chuyện không bình thường có thể có kẻ xấu đang quấy phá những cô gái kia chen chúc nhau đi đến gần trình học trưởng đúng là anh rồi thật là trùng hợp anh cũng ở đây trình ngự đứng trước mặt cô lịch sự đáp lại cô gái dẫn đầu trông rất xinh đẹp như một người nổi tiếng trên mạng cô ta vén tóc xoăn ra sau tai nghiêng người về phía trình ngự gần đây có một quán cà phê mới mở anh trình có muốn thử không đúng lúc tụi em cũng có thể nhờ anh giúp đỡ về việc đăng ký nguyện vọng nếu không phải là mắt cô có vấn đề có vẻ như cô gái này có ý với bạn trai của cô không được tôi không tiện trình ngự ra hiệu về phía cô đang hẹn hò với bạn gái cô gái cảm thấy lúng túng vội vàng xin lỗi cô rồi cùng nhóm bạn hoảng hốt bỏ đi Nhìn có vẻ như anh trai có nhiều người theo đuổi nhỉ? Nếu không phải các em khóa dưới thì cũng là bạn học cũ. Chẳng qua khi tôi học lớp 12, đã tham gia kỳ thi đại học rồi. Cô đã nghe nói năm ngoái có một số học sinh xuất sắc ở trường số 1 thành phố tham gia kỳ thi đại học khi mới học lớp 12, trực tiếp trúng tuyển và lớp chọn tại trường A. Tôi di ngạc nhiên đến mức che miệng lại. Anh à, anh chính là học sinh xuất sắc đó sao? Trình ngự cúi đầu nhìn cô một cái, cười dạng dỡ. Chúng ta vốn dĩ từng cùng một khóa mà. Hai người bọn họ đi dọc theo bãi biển, trẻ con chạy nhảy, chó con nằm trong cát, âm thanh sóng vỗ không ngừng. Tôi di đi bên trong, trình ngự đi bên ngoài, ngón tay vô tình chạm nhau, rồi lại cố tình tránh nhau. Trình ngự quay đầu nhìn mặt biển, giọng không lộ cảm xúc. Đúng rồi, em thích trình cảnh điểm nào? Tôi di đưa tay xuống, nằm lấy cổ tay bên kia của anh cúi đầu theo bước chân anh lúc thi trung học trời mưa rất lớn cậu ấy đã nhặt được thẻ dự thi của tôi mưa ngày hôm đó rất lớn đến mức không nhìn rõ trời cô bị giữ ở cửa phòng thi ngồi thu mình bên tường hành lang khóc vì lo lắng một cậu bé ướt dũng lấy phiếu dự thi từ tay áo động viên cô cố gắng thi rồi lao vào cơn mưa cuộc gặp gỡ vội vã đó làm trái tim cô rung động Trình Ngự từ lúc nào không biết nhìn cô vui vẻ với mặt tập trung, ánh mắt phức tạp khó tả. Tô Di miễn cưỡng cười nói. Sau đó thật trùng hợp, cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi. Cậu ấy cũng rất chăm sóc tôi, chỉ có điều hơi tích đùa dỡn. Vừa dứt lời, ngón tay cô bỗng bị nắm lấy, cảm giác ấm áp truyền đến. Trình Ngự thực sự nắm tay cô, cô căng thẳng không dám nhìn anh, nhưng anh lại nắm chặt hơn. Từ trên đầu vọng đến giọng nói trầm ấm của Trình Ngự. Em không nhìn tôi sao? Lần sau em trai tôi về, em đừng lại nhận nhầm người đấy nhé. Tôi Di ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, gặp ánh mắt dịu dàng của anh, tỏa sáng như mặt trăng trên biển. Trình ngự cúi xuống hôn chán cô, giọng nói rõ ràng vang đến tai cô. Tôi thích em. Trong màn đêm sóng tuyết cuộn qua bãi biển, phát ra tiếng động ầm ầm. Trái tim cô cũng đập mạnh hơn một nhịp. Nửa tháng sau, Trình Cảnh trở về, hắn ta gửi cho cô nhiều tin nhắn thúc giục cô ra sân bay đón hắn tôi di kiên nhẫn trả lời tôi không có xe làm sao đón cậu được gọi taxi đến thôi tôi mong quà cho cậu mà hắn ta vẫn không có vẻ gì là bận tâm tôi di cảm thấy thật chán trình cảnh tôi không phải là người của cậu đừng có chuyện gì cũng tìm tôi lần này hắn ta gửi tin nhắn thoại giọng đầy sự chế nhạo đã bao nhiêu ngày rồi mà cậu còn giận à có cần tôi quay lại dỗ cậu không? Trình Ngữ mang hai ly trà sữa bạc hà hạt phỉ qua đám đông trong trung tâm thương mại, nghe thấy tiếng của em trai mình. Cậu ta muốn dỗ ai vậy? Trình Ngữ đưa trà sữa cho cô, buồn bã mở ống hút. Tôi phải xếp hàng bao lâu mới có được mấy ly này đấy? Sau nửa tháng sống cùng nhau, cô nhận ra Trình Ngự ngoài vẻ ngoài hiền lành thì bên trong lại rất kiềm chế. Rõ ràng là đang ghen. Tôi di lập tức nhắn lại cho Trình Cảnh tôi đã có người yêu rồi trình ngự nhận được cuộc gọi từ giáo viên trường báo có việc gấp anh làm tình nguyện viên cho chương trình tuyển sinh của đại học a trong mùa hè này anh muốn đưa cô về sớm cô sợ là mất thời gian của anh nên giả vờ đi một vòng qua cửa hàng sách thì em cứ đi dạo đi tối đa hai tiếng tôi sẽ đến đón em điện thoại có sạc đủ không trình ngự thực sự coi cô như một đứa trẻ anh cho cô mượn pin dự phòng rồi mới yên tâm vào thang máy không ngờ chưa đầy 10 phút Cô lại thấy anh quay lại Sao anh đã trở lại rồi Tô Di chạy tới nắm lấy tay anh Anh ta rút tay lại Biểu cảm đầy khinh bỉ Lâu lắm rồi Người yêu của cậu là tôi à Ôi đây là trình cảnh Tô Di lập tức lùi lại hai bước Nghĩ thầm rằng mình đã vui quá Nên quên mất người này còn tồn tại Trình cảnh đầy hộp quà có nơ vào trong tay cô Anh ta nói không vui vẻ Quà cho cậu tôi không thích bánh kem tôi di đang định trả lời thì trình cảnh bóp lấy má cô nhéo nhéo ngốc quá đây không phải là bánh kem mà là nến thơm tự làm của tôi hắn cười nhạt là tôi tự làm đấy người qua đường nhìn hai người bọn họ liên tục tôi di bị làm đau quá tức giận đẩy trình cảnh ra ném lại món quà vào người hắn là cái gì tôi cũng không thích đừng có động tay động chân nữa bạn trai tôi mới đi sắp quay lại đón tôi rồi Trình Cảnh ôm quà, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng. "Tô Di, cậu đủ rồi đó, cậu quen bao nhiêu đứa con trai ở trường mà lại có bạn trai?" Cô học ở trường đã 3 năm, ngoài Trình Cảnh, gần như không có bạn bè nào khác. Hai người bọn họ là sự kết hợp giữa chàng trai được yêu thích nhất và cô gái ít được chú ý nhất. Không hiểu sao, dù mới vào học, còn có con trai viết thư tình cho cô, sau đó thì họ biến mất hết. "Vẫn sẽ có người thích tôi, cậu không cần phải lo." Tô Di quay người bỏ đi, trình cảnh bám giết theo sau. Tô Di, điện thoại tôi hết pin rồi. Hắn ta không hỏi mượn cô, mà trực tiếp lấy pin dự phòng của cô. Tô Di định giành lại, nhưng hắn đưa tay lên cao, miệng nở nụ cười, nhìn cô từ trên cao nhìn xuống. Cậu còn ghen với Lý Nhị Hoài à? Hắn đột ngột cúi đầu, gần sát mặt cô hơn. Nhất định phải cùng tôi yêu đương sao? Tô Di suýt nữa là đụng phải mũi hắn, hoảng sợ lùi lại ai cần cậu chứ tôi không cần pin dự phòng nữa thật không hiểu nổi hắn ta trình cảnh buông tay đặt tay lên vai cô quay cô sang một bên anh trai thật tình cờ trình ngự đứng không xa cười một cách hời hợt tôi di cố gắng kéo tay về làm cho tay không đứng đắn của trình cảnh rời khỏi vai cô cô lập tức đứng cách xa trình cảnh một chút trình ngự ánh mắt bình thản thật không may tôi đến đón bạn gái tôi tim cô đập nhanh hơn ngay lập tức Tay cô cũng nóng lên, cô phải dùng tay vỗ vỗ. Trình Cảnh ngơ ra một chút, ánh mắt lướt qua cô không một dấu vết. "Anh, khi nào anh có người yêu? Người yêu của anh đang đợi ở đây à?" Trình Ngữ gật đầu, nhìn vào điện thoại. "Có vẻ như cô ấy về trước rồi, vậy tôi đi trước đây." Anh nhìn hai người bọn họ một cái, hỏi với giọng điệu thăm dò, "Tôi đưa hai người về nhé?" Trình Cảnh lúc này mới thả lỏng, "Được, đi thôi." Chiều hè, trời bên ngoài vẫn còn nóng. Trình cảnh đã tổ chức một buổi tụ tập với vài người bạn ở căn hộ thuê của hắn trước đó. Sau khi xuống xe, hắn đi đến cửa sổ xe của cô. Tô Di, toàn là bạn học cả, cậu có muốn đi không? Tôi không đi. Anh, còn anh thì sao? Trình ngựa quay lại nhìn cô, ánh mắt sâu lắng. Tôi có việc. Tim Tô Di lỡ nhịp một chút, không biết anh có định nói chuyện với cô không? Chưa kịp phản ứng. Trình cảnh đã mở cửa xe Kéo cô ra ngoài Anh tôi có việc Cậu ở lại chỗ này của tôi chờ một lát đi Tối tôi sẽ đưa cậu về nhà Tại buổi tụ tập của bạn Trình Cảnh, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ngay cả Lý Nhị Hoài cũng đến. Mối quan hệ giữa cô ta và Trình Cảnh dường như có sự thay đổi một cách vi diệu. Trình Cảnh đặt hộp bánh kem lên tủ. Đây chẳng phải là cái chúng ta cùng làm hôm đó sao? Lý Nhị Hoài chú ý ngay. Trình Cảnh vẫn giữ vẻ trêu đùa, Thích à, tặng cho cậu nhé. Lý Nhị Hoài quay đi, không nói thêm gì. Trình cảnh quan sát phản ứng của Tô Di, nhưng cô lại hoàn toàn không chú ý. Mọi người quây quần quanh ghế sofa, chơi trò nói thật hoặc mạo hiểm, còn cô thì chỉ nghĩ đến Trình Ngự, không biết anh đang ở đâu, có nghĩ đến cô không? Tô Di lén nhắn tin cho bạn trai. Nhớ anh quá. Lý Nhị Hoài chọn nói thật, câu hỏi là liệu còn giữ nụ hôn đầu không? Cô lức nhìn Trình Cảnh trả lời là không còn. Cả phòng ồ lên, trình cảnh chỉ mím cười. Đến lượt trình cảnh, hắn cũng chọn thật thà, câu hỏi nâng lên thành đêm đầu tiên. Mọi người đều la ó. Ngay cả sắc mặt của Lý Nhị Hoài cũng rất khó coi, rõ ràng là không có ý tốt. Trình cảnh lại trả lời một cách bất ngờ. Còn, tôi di nhìn hắn một cách khó hiểu, nhưng hắn lại nháy mắt với cô như muốn khoe điều gì đó. Khi đến lượt cô, cô không dám chọn nói thật nữa mà chọn mạo hiểm. Chưa kịp xem thẻ, đã có người gõ cửa, đó là anh trai Trình Ngự. Anh, sao anh lại đến đây? Trình cảnh ngạc nhiên. Trình Ngự cười nhạt đáp. Tôi không có việc gì nên qua chơi thôi, không chào đón à? Trình cảnh nói. À à, chào đón chứ. Ghế sofa trong phòng khách gần như đã kín chỗ. Tôi di ngồi bên trái Trình cảnh, đúng là chỗ gần nhất. Trình Ngự kéo một chiếc ghế cao hơn ghế sofa và ngồi bên phải cô lý nhị hoài liên tục nhìn về phía trình ngự hai người trông giống nhau ghê trình cảnh liếc cô ta cậu có mắt không vậy tôi và anh trai tôi phong cách khác nhau một trời một vực hắn ấy đột nhiên đụng vai cô tôi di cậu nói đúng không đúng vậy tôi di lạnh lùng di chuyển xa một chút tay nhân cơ hội đặt lên đùi trình ngự trình ngự nhìn qua nghiêng người về phía trước như vô tình nói thế nào là khác nhau một trời một vực chỉ có cô mới biết anh đang âm thầm giữ chặt cánh tay của cô. Lý Nhị Hoài tự nhiên nghĩ rằng câu hỏi đó là dành cho cô ta. Cô ta thường là tâm điểm của tất cả các buổi tụ tập của con trai, nói chuyện rất nhiệt tình. Ừm, uhm, anh trai thì ở trên trời, em trai thì ở dưới đất. Cô ta nhớ mày về phía trình cảnh. Trình cảnh không quan tâm, cướp thẻ bài của Tô di và đọc to. Nhắm mắt hôn một người khác giới trong vòng 10 giây. Cả phòng bùng nổ, Trình cảnh vừa tiến lại gần cô vừa vung vẩy thẻ bài, cười nhếch nhác. Cậu chọn hôn tôi hay là uống rượu? Cậu chọn đi. Hắn ta rất rõ ràng, những người khác trong phòng sẽ không giúp cô. Tô Di nhìn quanh, nhận ra đây là lý do không còn ai theo đuổi cô nữa. Cô lùi lại để tranh né hắn, vô tình đụng phải cánh tay của ai đó, theo phản xạ quay lại. Trình ngự đang nhìn cô. Thực ra thì có thể hôn anh mà nhỉ, bạn trai chính thức mà, Tô Di nhìn vào đôi môi của Trình Ngự, không tự chủ được mà tim đập loạn xạ. Dạ. Anh... Trình Ngự đỡ tay trên tay vịn của ghế sofa, hơi cúi người về phía cô. Một tay anh ta đưa ra phía trước, tim cô nhảy lên theo. Nhưng ngón tay dài của anh ta lại nắm lấy ly rượu trước mặt cô. Để tôi uống thay cô ấy. Mọi người im lặng, nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Trình Cảnh. Trình Cảnh sắc mặt lúng túng, liếc nhìn cô rồi mới thở vào nhẹ nhõm, Tô Di không cảm thấy vui vì không phải uống rượu, mà trái lại, tâm trạng hơi thất vọng. Tại sao anh ấy không hôn cô? Lý Nhị Hoài tìm cơ hội trêu đùa Trình Ngự. Wow, anh trai thích Di Di à? Trình Ngự không thèm nhìn cô ta, tránh vấn đề chính. Đừng gọi tôi là anh trai, nghe rất là kỳ quái. Lý Nhị Hoài cảm thấy khó xử trước câu nói của anh, vô thức nhìn về phía cô. Vậy cậu ấy thì sao? Đừng nói bậy, anh tôi là thủ khoa thành phố, sao lại thích cậu ấy được, hơn nữa tôi đã có chị dâu rồi." Trình Cảnh cắt ngang lời cô ta, giọng điệu rất bực bội. "Anh ấy chưa thi đại học, sao có thể là thủ khoa thành phố?" Một người khác cắt ngang câu chuyện. "Thủ khoa kỳ thi trung học không được sao, anh ấy đến muộn mấy mấy phút, suýt nữa không vào được, nhưng cuối cùng vẫn là đứng thứ nhất thành phố." Tô Di đặt tay lên đầu gối, vô thức khép lại, Trình Ngữ đang chuẩn bị uống rượu. Anh không thích em sao Tôi gì bỗng lên tiếng Trình ngự đáp Gì cơ Phản ứng của trình cảnh còn rõ hơn Tôi gì cậu đang nói gì vậy Tôi gì lấy đi ly rượu trong tay trình ngự Hai tay ôm lấy cổ anh ngẩng đầu lên trực tiếp hôn lên Cả phòng phát ra những âm thanh ngỡ ngàng Trình ngự run lên Ôm lấy eo cô Chủ động hôn lại Nhưng tiếc là không kéo dài được 10 giây Trình cảnh giữ vai cô kéo cô ra hắn tức giận đến mức mặt mày biến dạng nghiến răng và mắng cậu bị làm sao vậy tôi di phất lờ vẻ mặt của hắn kiên quyết gỡ tay hắn ra hôn nhau thôi liên quan gì đến cậu trình cảnh nghẹn lại sắc mặt tái nhợt trong phút chốc cậu là không liên quan đến tôi nhưng cậu cũng không được hôn anh trai tôi tôi di đứng dậy nhìn về phía trình ngự anh ơi chưa đủ 10 giây rồi quay người đi ra ban công trình ngự đào mắt nhìn mọi người nói một câu xin lỗi rồi đứng dậy đi theo. Trình cảnh nóng nảy. Anh, anh đi đâu vậy? Chị Ngự nắm chặt tay, đưa lên miệng, không mặn không nhạt và nói. Tôi có việc. Gió hè oi ả, à, hòa cùng tiếng ve sầu, tràn vào ban công ngột ngạt. Nhưng âm thanh gây phiền phức nhất vẫn là tiếng cửa bị đạp mạnh. Chị Ngự bị tô di đẩy dựa vào tường. Anh một tay ôm eo cô, người hơi ngả về phía sau, cúi đầu xuống để chiều theo cô, cô hôn anh đến mức hơi thở hỗn loạn thở gấp nắm chặt lấy vạt áo của anh anh sao anh không chọn hôn em đang ở nơi công cộng sợ em không thích anh đan vào tay cô vậy bây giờ thì sao tôi di ngẩng đầu nhìn anh từ góc nhìn cô vẫn thấy trình cảnh và các bạn của hắn vẫn đang điên cuồng dồn dứt vào cửa ban công trình ngự cười cảm giác khá thích thú chiều nay có phải anh ghen không anh nhẹ nhàng ừ một tiếng. Có một chút. Vậy nếu anh không thoải mái, phải nói cho em biết. Trình ngữ liếc mắt nhìn cô. Nếu em không thoải mái, đừng chơi với cậu ta nữa. Tôi nhìn mà thấy phiền. Anh tránh ánh mắt của cô, nhẹ thở dài. Rất phiền. Thật sự là rất dễ bảo. Được rồi, vậy chúng ta đi đâu khác đi. Đổi địa điểm hẹn hò. Hoàn cảnh ở đây quá tồi tệ. Trình cảnh gần như đạp vỡ cửa ban công mấy người cũng có thể ngăn cản cơn giận của hắn ta. Khi cô mở cửa ban công, hắn có vẻ cực kỳ kích động, suýt nữa nhảy lên. Thế này mà không đến 10 giây sao? tôi Di thở ơ đáp. Ồ, có thể là tôi đếm chậm. Chị Ngự giữ lấy cánh tay hắn, đẩy mạnh ra phía sau. Sao lúc nào cũng động tay động chân với con gái vậy? Trình cảnh cười gượng, nói với giọng châm chọc. Anh trai, anh làm gì vậy? Cậu ấy thích em, anh biết không, anh quả nhiều vậy làm gì trình ngự dừng lại một chút nghiêm túc nói dù cô ấy có thích cậu hay không cậu cũng không được động tay động chân với cô ấy tôi không thích anh cảnh vật xung quanh bỗng im lặng tôi di nói từng chữ một tôi không thích cậu trình cảnh tôi đã từng thích nhưng sự cảm biến đó đã bị cậu làm mất từ lâu rồi trình cảnh kéo môi ý của cậu là gì không có gì tôi không phải là đối tượng mập mờ của cậu hơn nữa tôi nghĩ dù chỉ là bạn bè chúng ta cũng không hợp có người muốn hòa giải cái này là sao mọi người đều là bạn bè mà tôi di nhìn về phía người đó rồi nhìn quanh mọi người tôi không phải là bạn của các cậu chưa bao giờ chơi chung tôi di còn chú ý đến nam sinh đã từng ở sau lưng nói là muốn theo đuổi cô còn cậu nữa tôi nghe nói cậu muốn theo đuổi tôi nhưng lại sợ tôi không chịu nổi đừng lo tôi chẳng thèm để mắt đến cậu đâu cậu nam sinh đó bị cô nhìn chằm chằm đến mặt mày lúng túng. Sắc mặt trình cảnh càng khó coi hơn, có lẽ vì cô làm hắn mất mặt trước mọi người. Tôi gì? Hôm nay cậu phát điên à? Không vừa mắt với ai sao? Có gan thì đừng liên lạc với tôi nữa. Cảm ơn. Tô Di đi thẳng ra ngoài, nhưng khi xuống dưới, cô lại cảm thấy hối hận. Tô Di đã bỏ quên bạn trai ở lại. Trình Ngự nhanh chóng xuống lầu, anh lái xe đưa cô về nhà. Trình cảnh gọi cho cô 5 cuộc liên tiếp Cô không nghe cuộc nào Cuối cùng hắn gửi tin nhắn qua mạng xã hội Cậu hay lắm Tôi không có yêu đương với Lý Nhị Hoài Có cần phải làm lớn chuyện như vậy không Tôi di viết một câu Lại xóa từng chữ một Sau đó chặn hắn Làm gì phải lãng phí cảm xúc như vậy Xe dừng lại ở dưới lầu Khi cô chuẩn bị xuống xe Trình ngự kéo cô lại Chân thành xin lỗi Xin lỗi Chiều nay tôi không nói rõ ràng em là bạn gái tôi. Cô hiểu lý do anh không nói rõ nhưng vẫn hỏi thẳng. Tại sao? Trình Ngự thẳng thắn trả lời. Tôi sợ em không muốn để cậu ấy biết. Em hiểu rồi. Cô nghiêng đầu nhìn anh. Vậy ngoài chuyện đó ra, còn có gì khác không? Nếu Trình Ngự và cô cùng tuổi thì chắc chắn hai người bọn họ thi cùng ngày. Ngày hôm đó, Trình Cảnh đưa cô thẻ dự thi, Trình Ngự suýt nữa không vào phòng thi. Không thể nào lại trùng hợp đến vậy. Nhưng cô cũng không chắc lắm. Anh, lần đầu tiên anh gặp em là khi nào? Trình Ngự đặt tay lên vô lăng, nhìn cô một lúc rồi đáp, là tôi. Tôi di ngẩn người một chút, hiểu ý anh. Tại sao hôm đó anh không nói? Vì em đã thích Trình Cảnh ba năm. Tôi không muốn em lại oán trách rằng mình đã nhận nhầm người. Trình Ngự nghiêm túc nói, Di Di, dù em có nhận nhầm Trình Cảnh thành tôi. Nhưng ba năm đó em thật sự chân thành thích cậu ấy. Nhưng... Nếu cô không nghĩ rằng Trình Cảnh là người đó, cô sẽ không để ý đến hắn ta. Trình Cảnh không phải là kiểu người cô thích. Tô Di nằm lấy tóc mình, cảm thấy cực kỳ chán nản. Em đúng là mù mặt, thậm chí còn nhầm đối tượng yêu thầm. Trình Ngự nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn cô chằm chằm với vẻ nghiêm túc, giả vờ nghiêm khắc nói. Mù mặt sao? Đúng là có chút nhưng may là khi em tỏ tình em cũng nhầm người quá trình toàn sai nhưng kết quả lại đúng em đúng là lợi hại cô biết anh đang cố làm cho cô vui nhưng không thể không nói cảm giác rất dễ chịu tôi di nghiêng về phía bàn tay của anh nhanh chóng hôn anh một cái lần này tỏ tình thật lòng em thích anh trình ngự sau đó không biết thế nào ghế ngồi của cô gần như đã hoàn toàn nằm phẳng chỉ nhớ anh nói một câu Cô còn chưa hôn đủ. Dù sao cũng bị anh ấn xuống ghế, hôn mãi không ngừng. Tầm nhìn cô vừa đủ nhìn qua cửa sổ trên nóc xe, thấy những vì sao đêm hè. Đây là mùa hè, một mùa hè hai người bọn họ đang yêu nhau nồng cháy. Điểm thi đại học đã công bố, trình ngự cùng cô tra cứu điểm thi, cô không dám nhìn, anh giúp cô xem. Bao nhiêu điểm vậy? Tôi dí ước lượng điểm khá cao, nhưng vẫn lo lắng, sợ phải yêu xa, Nhìn không ra Nhưng tôi đã có mục tiêu tuyển sinh rồi Anh kéo tay cô đang che mắt ra Giọng đầy mong đợi Vậy em có định vào trường của chúng tôi không? Tôi Di nhìn vào màn hình Dững giờ một lúc lâu Đây là top 50 Trời ạ Kỳ thi đại học lại là lần cô thi tốt nhất Các bạn trong lớp bắt đầu hỏi nhau Điểm thi đại học Trình cảnh thi cũng khá tốt Trong nhóm lớp mọi người bắt đầu chém gió anh trình nói anh ấy sẽ vào trường f có ai vào cùng không trường f ở thành phố b tin nhắn này được sao chép và dán đi dán lại hàng chục lần tôi di vốn rất ít khi trò chuyện trong nhóm nhưng hôm nay bất ngờ gửi một tin tôi vào trường a có ai vào cùng không nhóm lập tức yên lặng vì họ đều bị cô bỏ xa phía sau tôi di không định gặp lại trình cảnh nhưng có một món đồ cô để quên ở chỗ hắn cô hẹn trình cảnh đến quán cà phê Tô Di, tôi thật sự nghĩ cậu có tài lắm, chẳng phải nói không liên lạc với tôi nữa sao? Hôm nay hắn còn cố tình an diện, kéo ghế ngồi xuống một cách vô trương. Tô Di không muốn cãi nhau, cố gắng nói chuyện bình tĩnh. Cậu còn nhớ không, hồi năm nhất, tôi đã tặng cậu món quà sinh nhật gì? Hắn ta ngả người ra ghế, cúi đầu chơi điện thoại. Cậu tặng tôi nhiều thứ lắm, tôi không nhớ nổi. Tô Di nhắm mắt, hít một hơi sâu là một cuốn sổ khắc tay bên trong có kẹp thẻ dự thi hắn buông điện thoại phát ra tiếng tạch à tôi nhớ ra rồi thì sao tôi muốn cậu trả lại cho tôi hắn chống cằm nhìn cô cố tình làm khó cười một cách thoải mái cậu đã tặng tôi rồi sao tôi phải trả lại tôi di suy nghĩ một chút tôi mua lại cũng được trình cảnh nhìn cô một lúc một cuốn sổ tay thì có gì quan trọng với tính cách xấu của Trình Cảnh, nếu cô nói rõ lý do, hắn càng không thể trả lại cho cô. Dù sao với cậu cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn lấy lại, cậu cứ đưa ra điều kiện đi. Trình Cảnh cười khẩy. Cậu muốn tôi đưa ra điều kiện à? Hắn ta lập tức đánh giá cô từ trên xuống dưới, chống tay lên bàn, cầm điện thoại lên. Được, cậu đến đây hôn tôi, tôi sẽ quay lại video. Trình Cảnh, cậu Tôi gì đứng dậy? thôi tôi không cần nữa cô chỉ muốn lấy lại món quà để tặng trình ngự làm bất ngờ khi cô rời khỏi quán cà phê trình cảnh đuổi theo chặn cô lại được rồi tôi xin lỗi không được sao tôi theo đuổi lý nhị hoài chỉ vì cá cược với người khác tôi thực sự không thích cô ấy tôi di ngẩn người một lúc cô tưởng hắn thích lý nhị hoài dù chỉ là thích vẻ bề ngoài biết sớm cậu sẽ tức giận thế này hắn kéo tay cô nhưng cô nhẹ nhàng tránh khỏi hình ảnh kỳ lạ của lý nhị hoài hôm đó hiện lên trong đầu cô mọi thứ đột nhiên rõ ràng vậy cá cược là về nụ hôn đầu của cô ấy sao trình cảnh cười hời hợt cô ấy chủ động hôn tôi nếu không phải tôi có nguyên tắc hắn không kịp nói hết câu bởi vì cô không kìm được mà tắt hắn một cái đến lúc này cô mới nhìn rõ bộ mặt thật của trình cảnh hắn đẹp trai điểm thi tốt quan hệ tốt nhưng ngoài những lớp filter thời thanh xuân ra, hắn chỉ là một người thích đùa cợt người khác. Trình cảnh khiếp sợ nhìn cô. Cậu tát tôi. Tôi di nhìn hắn, thu tay lại, lùi lại hai bước. Trình cảnh, cậu thật quá đáng. Trước đây tôi nghĩ cậu chỉ hơi bốc đồng, nhưng giờ thì việc này vượt quá tất cả những gì cậu đã làm. Trình cảnh lạnh nhạt nhìn cô. Tôi di nhanh chóng bình tĩnh lại, nhận ra mình đã hành động thiếu kiềm chế, liền quay lưng vội vã rời đi cô chạy một mạch qua nửa con phố sau đó cô quay lại nếu cậu có video về nụ hôn của lý nhị hoài tốt nhất là xóa đi như thế không hay đâu trình cảnh mặt đã đen lại cô nói xong thì hối hận một là trình cảnh cũng không nghe cô hai là lý nhị hoài vẫn chơi với hắn có lẽ cô ta cũng không quá quan tâm tôi gì vội vã chạy đi cô thực sự không chơi nổi Tốt nhất là sau này không liên lạc với hắn nữa. Anh, anh nói xem, liệu cậu ta có phải là kẻ biến thái không? Đến mức để người khác hôn mình mà còn ghi hình lại nữa. Trình Ngự ngồi trên cửa sổ, gõ gõ và laptop. Anh không sống ở nhà, ba mẹ anh đã mua sẵn nhà từ hồi anh học cấp 3. Thì ra đây là biến thái. Trình Ngự vừa nói vừa nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Vậy sao em cũng từng quay video với tôi? Tôi di cố gắng giữ chút thể diện à lúc đó tôi uống hơi nhiều cơ mà như vậy cũng không thể giống cậu ta được cậu ta còn đe dọa nữa Trình ngự chống tay lên laptop tay phải đặt hai ngón tay lên chán, cười nhích mép nhìn cô đêm hôm đó em cũng đe dọa tôi đấy sao mà mỗi câu anh nói đều gắn với lỗi lầm của cô vậy hôm nay anh làm sao thế em đang cùng anh chỉ trích người khác mà anh cứ bắt bẻ em mãi thế em đi đây được tôi đưa em về Trình Ngự gập laptop lại. Anh làm xong việc rồi à? Tôi di nói một cách tự nhiên. Trình Ngự mới ngẩng đầu nhìn cô, dừng sức một chút rồi ngồi xuống cạnh cô. Em đang chờ tôi à? Tôi tưởng em đang chơi điện thoại. Điện thoại có gì thú vị đâu. Tôi di đáp với giọng u oán. Chiếc điện thoại trên tay bị người khác giật mất. Tôi di chưa kịp phản ứng, tay bị kéo mạnh. Trình Ngự kéo cô ngã xuống giường. Cô đang nằm trên người anh, Trình Ngự đặt tay phải ngang cổ cô, tay trái cầm điện thoại của cô, ánh mắt rũ xuống, chăm chú nhìn cô. "Vậy chơi với tôi đi." Đây là lần đầu tiên cô Tỉnh Táo làm chuyện xấu. Cuối cùng cặp đôi hai người bọn họ đã đi quá giới hạn. Trình Ngự cả người căng thẳng, kiên quyết ngăn cản sự trêu chọc của cô, rồi đứng dậy đi tắm nước lạnh. Khi anh rời đi, cô cuộn mình trong chăn, hồi hộp lăn qua lăn lại cảm giác như cô sẽ có một tương lai tươi sáng. Cô chờ đợi rất lâu mà Trình Ngự vẫn chưa quay lại. Đến khi chuông cửa bên ngoài reo vang, reo mãi mà không ai mở, cô quyết định ra mở cửa. Khi cô mở một khe cửa, ngẩng lên nhìn người đứng ngoài, nụ cười của cô lập tức tắt ngấm. À, cậu là Trình Cảnh. Tôi di nhìn vào vành tay của hắn, gần như xác định là hắn ta, nhưng lần đầu tiên mong mình nhận nhầm người, Cô không nói gì, ngay lập tức định đóng cửa lại. Trình Cảnh đột nhiên cười lạnh, dùng tay giữ chặt cửa, giọng điệu vẫn châm chọc và có vẻ tức giận. "Tô Di, cậu mù à, lại đến chỗ anh tôi để đợi tôi?" Hắn ta nhanh chóng chen vào. "Anh trai tôi đâu, tôi có việc cần tìm anh ấy, gọi điện cũng không nghe." Tô Di đứng cạnh cửa, không nói một lời. "Cậu làm sao tìm được đây, đến vì cái cuốn sổ tay ấy à?" Dù sao cũng không liên quan đến cậu. Tô Di không muốn trò chuyện vô bổ với hắn ta. Trình cảnh lại muốn đối đầu trực tiếp, vẻ mặt tỏ rõ sự bực bội. Không liên quan à? Cậu cứ chơi trò lạt mềm buộc chặt, lại còn bám rết không buông, có ý gì đây? Tô Di im lặng một lúc. Thật sự không liên quan đến cậu, anh trai cậu đang tắm, không thể vội được đâu. Trình cảnh đứng chất lặng tại chỗ. Anh trai tôi... anh trai tôi có bạn gái rồi. Tô Di gật đầu, Em trai, biết gọi chị dâu không? Trình cảnh mắt tròn xoe, sửng sốt không nói nên lời. Lúc Trình Ngự bước ra từ phòng tắm, quấn khăn tắm quanh người, liền bắt gặp cảnh tượng kỳ lạ giữa cô và Trình Cảnh. Cả hai an tĩnh một cách quỷ dị. Trình Ngự ngay lập tức liên hiểu, quay lại lấy bộ đồ vừa nãy, mặc lên người. Sao cậu lại đột ngột đến đây? Anh hỏi với giọng lạnh nhạt. Trình Cảnh đầy tức giận, lập tức lao đến đấm anh. Tôi bảo anh đưa người về nhà anh là anh trai kiểu gì mà lại đưa người lên giường? Trình ngự để hắn ta đánh một cú, rồi mới khống chế tay trình cảnh, ấn mạnh hắn vào tường. Còn cậu thì phải biết tôn trọng người khác, tôi đã nhường nhịn cậu lâu rồi. Tôi di còn tưởng hai người sẽ đánh nhau, không ngờ trình ngự lại bình tĩnh, đánh nhau lại gọn gàng và quyết đoán như thế. Thôi, nói đi, cậu đến đây làm gì? Trình ngự buông tay ra, trình cảnh cúi đầu, tựa vào tường, khi ngẩng lên khí thế đã yếu hẳn. Trước đây em có một cuốn sổ tay đã vứt đi. Nghe mẹ nói hình như anh đã nhặt được. Trình cảnh nói với anh trai, nhưng ánh mắt vẫn thường xuyên nhìn về phía cô. Anh, cuốn sổ tay đó em đang cần, anh có thể trả lại cho em không? Trình ngự nhìn cô một cái, hỏi với giọng nghi ngờ. Em có cần cái thẻ dự thi sao? Tôi gì lập tức gật đầu. Ở chỗ anh à, Trình Cảnh có vẻ hơi nghi ngờ. Trình Ngự lấy thẻ dự thi từ trên kệ sách. Cuốn sổ tay bị ướt mưa, không dùng được nữa, nên tôi đã lấy cái này ra. Trình Cảnh đưa tay định lấy. Em chỉ vô tình để quên trên bệ cửa sổ. Trình Ngự rút tay lại, lạnh lùng nhìn hắn. Vô tình đến hai tháng. Tôi di đang định với tay lấy lại, nhưng rồi thu tay về. Không cần đâu, anh ạ. À. Em chỉ muốn tặng cho anh thôi. Trình ngữ nghe vậy mỉm cười, cất lại thẻ dự thi. Cũng được, bức ảnh này của em rất đẹp. Trình cảnh bị bỏ mặc ở một bên, sắc mặt tối sầm, giọng điệu đầy bực bội. Tô Di, cậu lấy món quà tặng tôi đưa cho người khác sao? Tô Di vòng tay quanh cánh tay trình ngự, nhìn vào mắt trình cảnh, cố gắng nói với giọng chân thành nhất. Thực ra tôi đã nhận nhầm người lúc trước, tưởng cậu là người đưa thẻ dự thi cho tôi, nên mới có chút đặc biệt nhưng sau khi gặp lại anh trai cậu tôi mới nhận ra người làm tôi rung động thực sự là anh ấy nói đến đây cô thở dài hèn gì không thể nào hòa hợp được với cậu trình cảnh đã tức giận đến mức không thể kiềm chế nổi tôi gì cậu nói cậu nhận nhầm người chúng ta đã quen ba năm rồi cậu rõ ràng là thích tôi trình ngự đặt tay lên hông cô kéo cô về phía sau một bước nhẹ nhàng hôn lên má cô chị dâu của cậu bị mù mặt nói chuyện tử tế đi trình cảnh tức giận đến mức thở hồng hộc ngực cũng bắt đầu phập phồng chị dâu anh trai anh đang cướp người của tôi đấy hắn kích động đến mức nói không ra lời tôi thích cô ấy người khác không biết chẳng lẽ anh không nhận ra sao trình ngự im lặng một lúc bị đẩy khiến cho cơ thể lảo đảo anh lấy lại bình tĩnh giữ chặt tay trình cảnh kéo hắn ra ngoài cửa thích hay không không quan trọng đừng làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của tôi. Wow, hóa ra anh cũng có mặt này. Trình Ngự dùng sức đóng cửa, Trình Cảnh ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa, hình như hắn ta đang gọi cô ra ngoài. Vừa nghĩ đến việc Trình Cảnh chặn cửa thôi, đã khiến cô nhíu mày. Giờ em còn có thể ra ngoài không? Không thể. Trình Ngự lấy từ trong tủ lạnh ra hai chai rượu. Uống rượu không? Tô Di hơi ngập ngừng. Anh, tiểu lượng của em tôi biết anh cắt ngang nhìn cô chằm chằm có thể uống cùng tôi không tối hôm đó hai người bọn họ ngồi ở phòng khách uống rượu và trò chuyện cốc rượu cứ va vào nhau trình ngự nói rất nhiều hai người bọn họ đều có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên vào cùng một ngày chỉ có điều khi trình ngự yêu thầm cô thì cô lại yêu thầm trình cảnh anh thường thấy những món đồ mà trình cảnh tùy tiện vứt đi ở nhà toàn là quà sinh nhật mà cô tặng cho trình cảnh sinh nhật của tôi cũng là ngày đó trình ngự cúi đầu nắm chặt cốc rượu giọng nói cũng trở nên khàn khàn tôi không tốt như em nghĩ đâu tôi đã nhặt rất nhiều thứ em tặng cho cậu ấy em có để ý tôi như vậy không thực ra món quà đó vốn dĩ là để tặng cho anh cô hỏi anh nhỏ nhẹ anh thì thế nào hẹp hòi bám dính ghen tuông trình ngự vừa nói vừa uống vài ly rượu Cuối cùng anh đặt cốc rượu xuống, ôm chặt lấy eo cô, chôn đầu sâu vào hõm cổ cô. Tôi còn ghen tị với em trai, không thích em nhắc đến cậu ấy. Anh dừng lại, ngẩng lên nhìn cô, có vẻ đã say. Em ghét cậu ta không? Đương nhiên, em cũng ghét. Tôi gì cố gắng nhịn cười. Trình Ngự mới yên lòng, dựa vào vai cô, từ từ ngủ tiếp đi. Màn hình điện thoại vẫn sáng, hiện lên cuộc gọi từ trình cảnh Tô Di mở tin nhắn ra, toàn là những dòng chữ của hắn ta. Cô làm như không thấy, trả lời tin nhắn. Đừng gọi nữa, anh ấy đang ngủ. Tôi sợ quấy rầy đến anh ấy. Trình Cảnh nhận được tin nhắn, đạp cửa mạnh hơn nữa. Khi cô định chặn số của hắn ta, Trình Ngự vô tình vòng tay quanh nửa thân trên của cô. Điện thoại không hay rơi xuống sofa. Tô Di đỡ Trình Ngự về phòng nghỉ ngơi. Sau đó Trình Cảnh vì làm ồn vào nửa đêm. Đã bị người ta báo cảnh sát, bị giáo dục nghiêm khắc đến tận khuya. Hắn giải thích rằng đó là nhà của anh trai mình, nhưng Trình Ngữ không nhận điện thoại của hắn ta. Trình Ngữ bình thản. Ngày nào cũng gây sự, gặp người báo cảnh sát thì sẽ ngoan ngay. Tôi gì mới hiểu tại sao Trình Cảnh lại vừa kính trọng vừa sợ anh. Rõ ràng anh đã báo cảnh sát. Anh còn lấy về hết những món quà cô tặng Trình Cảnh. Khi Trình Cảnh biết cô và anh trai thật sự ở bên nhau, Hắn đã tự nhốt mình ở nhà cả tuần Lại không chịu buông tha Cứ canh chừng dưới nhà cô Sau khi cô và Trình Ngự xem xong phim trở về Hắn đã chờ ở đó cả nửa ngày Hắn ngồi trên bậc thềm Ôm một bó hồng cam Và một chiếc bánh kem trắng Tô Di, tôi muốn nói với cậu Thực ra tôi... Chưa kịp nói hai từ thích Thì cô đã ngăn lại Trình cảnh, đừng tỏ tình nữa Anh cậu rất là khó dỗ Tô Di vòng tay quanh cánh tay Trình Ngự, nhẹ nhàng dựa vào anh, ngẩng đầu cười với Trình Cảnh. Trình Ngự vốn dĩ có vẻ lạnh lùng, ngay lập tức chuyển sang vẻ dịu dàng. Trình Cảnh im lặng một hồi lâu, cuối cùng nói ra vài từ. "Cậu không muốn nghe thật sao?" "Cô không phải cố ý không nghe, chỉ là cô không tò mò. Không phải không muốn nghe, chỉ là không cần thiết thôi." Vì có tình cảm mới quan tâm. Trong tuổi trẻ luôn là những chàng trai như vậy họ thể hiện tình cảm bằng cách phủ nhận, chèn ép và trêu chọc. Có lẽ đó là kiểu thích tồi tệ nhất. Trình cảnh mặt tái dần, cuối cùng nói xin lỗi, rồi thất thểu rời đi. Những kẻ ngây thơ trong tuổi trẻ cũng phải trưởng thành. Cô đã kết thúc tình cảm đơn phương của mình. Trình ngữ đưa cô về đến cửa nhà. Em đã quyết định nguyện vọng chưa? Giáo viên của hai trường đã liên lạc với em rồi. Trình ngữ đứng lại, quay sang nhìn cô, Lông mi khẽ rủ xuống. Thế à, họ có hứa sẽ tặng bạn trai không? Ánh sáng đèn đường vàng vọt chiếu sáng khuôn mặt anh, đẹp đẽ và cuốn hút. Vậy thì em đã quyết định xong rồi. Mối tình đầu của cô bắt đầu. Quý vị khán thính giả thân mến, bộ truyện ngôn tình hấp dẫn ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hạ Vũ rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị bằng cách like, chia sẻ video, bình luận cảm nghĩ cũng như là nhấn đăng ký kênh YouTube nghe audio truyện ngôn tình để chúng mình có thêm động lực sản xuất thêm nhiều nội dung mới. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui, sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bộ truyện mới tiếp theo.